Ban biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Bản tin cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua sẽ có trong bản tin 24 giờ ở phút giây sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc vào tối qua lại tiếp tục hứng chịu một thảm họa nữa từ trên trời giáng xuống khi ba tiểu hành tinh hay còn gọi là thiên thạch đã lao ra khỏi quỹ đạo và lao xuống trái đất. Điều kỳ lạ đến một cách khó tin là cả ba đều rơi vào đúng các địa điểm tại ba nơi khác nhau ở Trung Quốc như bán đảo Lôi Châu, Thiểm Tây và cao nguyên Tây Tạng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở khu vực này. Diễn biến của thảm họa mang màu sắc tâm linh này diễn ra như thế nào? Mời quý khán giả cùng lắng nghe bản tin nóng cập nhật mới nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, từ trước đến nay, hiện tượng thiên thạch rơi là điều thường gặp ở Trung Quốc, đặc biệt trong vòng hơn năm qua. Trong khi có những vụ thiên thạch rơi đem lại cho người ta sự may mắn và bỗng dưng trở thành triệu phú đổi đời chỉ sau một đêm, phần lớn nó là đem đến tai họa bi kịch cho con người với những hậu quả khủng khiếp mà nó để lại. Điển hình là vào tuần trước, một khối thiên thạch từ vũ trụ lao xuống vùng Chelyabin thuộc miền trung của nước Nga vào khoảng 9 giờ sáng. Nó bốc cháy trong khí quyển và gây nên tiếng nổ lớn kèm theo ánh sáng chói lòa trên bầu trời. Vụ nổ đã khiến ít nhất 1.200 người bị thiệt mạng và bị thương, gây thiệt hại vật chất hàng chục triệu đô la. Xung chấn từ vụ nổ khiến cho hàng vạn cửa sổ trong vùng bị vỡ tung, phần lớn các nạn nhân bị thương nhẹ do các mảnh kính vỡ văng vào cơ thể. Hay là vào ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại khu tự trị Ngọc Thụ, Thanh Hải, có một thiên thạch đã rơi xuống. Lúc đó bầu trời vẫn còn tối, quả cầu lửa cháy xuyên qua thủng bầu trời từ bắc chí nam, phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, mặt đất sáng rực như ban ngày kèm theo những âm thanh như sấm sét. Người dân địa phương thậm chí còn cảm thấy chấn động từ không trung vào mặt đất. Vào đêm hôm đó, một điểm sáng kỳ dị màu đỏ đã xuất hiện trên bầu trời Thanh Hải, kéo dài gần 1 giờ đồng hồ. Rồi đến lúc 7 giờ 51 phút sáng, một trận động đất có cường độ 4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Mã Đa, Châu Quảng Lạc, tỉnh Thanh Hải, gây thiệt hại lớn cho người và của tại đây. Trong một diễn biến có liên quan, vào khoảng 7 giờ tối qua, ba tiểu hành tinh tựa như ba thiên thạch sau khi đã lao ra khỏi bầu trời khí quyển với tốc độ cực nhanh, ước tính khoảng 14 km/h. Ba thiên thạch này đã rơi xuống tại ba khu vực khác nhau ở cao nguyên Tây Tạng, bán đảo Lô Châu và tỉnh Thiểm Tây, quê hương của ông Tập Cận Bình. Khi lao vào khí quyển, một trong ba thiên thạch này đã phát nổ ở độ cao 10 km với năng lượng tương đương khoảng 1.000 tấn thuốc nổ TNT, tạo nên một quả cầu lửa lớn có thể quan sát từ khoảng cách 1.000 km. Tiểu hành tinh này rơi xuống khu vực Tây Tạng, trúng ngay vào nhà ông bí thư khu tự trị Vương Hoàng, làm cho cả gia đình ông ta và hơn 20 binh sĩ đồn trú xung quanh khu vực dinh thự của ông ấy bị thiệt mạng. Trong khi đó, hai thiên thạch còn lại rơi xuống Thiểm Tây và bán đảo Lôi Châu với nguồn năng lượng có trong hai thiên thạch khi phát nổ, ước tính tương đương với vụ nổ có khoảng 210.000 tấn thuốc nổ TNT, để lại hai hố sâu với kích thước ước tính chừng 170 m, tạo ra hai miệng hố rộng 1.200 m và đường kính khoảng gần 2 km. Vụ nổ tại bán đảo Lôi Châu đã phá hủy hoàn toàn một căn cứ quân sự và làm thiệt mạng khoảng 7.500 quân. Phá hủy hoàn toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị quân sự các loại, gây thiệt hại nặng nề cho quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Rất nhiều thi thể của binh lính đã không còn nguyên vẹn khi vô số mảnh thịt bị bắn văng tung tóe trên không trung. Với sức công phá của vụ nổ gây ra sự kinh hoàng cho dư luận. Trong khi đó, tại tỉnh Thiểm Tây, tiểu hành tinh hay như một thiên thạch rơi trúng một hang động trên núi và săn phẳng hoàn toàn nơi này, nơi mà được cho là ông Tập Cận Bình đã đúc một bức tượng cao 9 mét của mình đặt trước cửa hàng. Bức tượng trên cũng đã đổ vỡ tan tành thành nhiều mảnh vụn. Và đầu của ông Tập Cận Bình thì văng lăn lóc ra mọi nơi, tạo ra một khung cảnh tan hoang và đổ nát. Những cảnh tượng trên vừa gây hoang mang cho ông Tập Cận Bình và giới lãnh đạo của Trung Quốc sau đó, nhưng lại là nỗi vui mừng của đa số người dân Trung Quốc cũng như dư luận bên ngoài. Nhiều cư dân bình luận, đây mới đích thực là ông trời đang nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông trời đã đang tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chỉ có 15 dân thường bị thiệt mạng và bị thương trong thảm họa thiên thạch trên. Diễn biến tiếp theo của sự kiện này ra sao, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật cho quý vị trong những bản tin tiếp theo. Kính thưa quý vị khán giả, lũ lớn tiếp diễn gia tăng áp lực lớn lên con đập Tam Hiệp giữa lúc chính quyền của Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ đập thủy điện lớn nhất trên thế giới. Thông tin dự báo thời tiết mới nhất cho thấy tiếp tục có mưa lớn trong 3 ngày tới tại các phụ lưu của sông Trường Giang, khiến mực nước lũ đổ về đập Tam Hiệp gia tăng. Trong những ngày vừa qua, lũ lớn đã khiến cho mực nước của đập Tam Hiệp dâng cao, làm dấy lên nhiều quan ngại rằng đập thủy điện lớn nhất trên thế giới có nguy cơ bị vỡ. Trước tình thế cấp bách đó, chính quyền Trung Quốc đã buộc phải xả lũ để giảm tải cho con đập, gây ngập lụt lớn cho vùng hạ lưu. Và sáng ngày hôm nay, sau nhiều thông tin đồn đoán, cuối cùng chính phủ Trung Quốc đã thừa nhận việc thực hiện xả lũ lần đầu tiên trong năm nay tại đập Tam Hiệp. Trước đó, truyền thông của Trung Quốc đưa tin các con đập của Tam Hiệp như các Châu Bá, Châu Lạc Độ và Hương Gia Bá đang nỗ lực để sản xuất điện hết công suất. Tân Hoa Xã cho biết 34 máy phát điện của đập Tam Hiệp đã hoạt động gần hết công suất. Tuy nhiên, một số hãng tin của Hồng Kông cho rằng cái mà nhà báo chí của Trung Quốc gọi là sản xuất điện thực ra là một đợt xả lũ khẩn cấp để phòng ngừa nguy cơ vỡ đập. Nhật báo Kinh tế Hồng Kông vào sáng sớm hôm nay bình luận,
mưa lớn ở miền Nam không ngừng thách thức năng lực chống lũ của đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang. Vào lúc 14 giờ chiều ngày hôm qua, lượng nước đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 40.000 mét khối trên giây, gấp đôi ngày trước đó. Để đối phó với lượng nước ồ ạt tràn về, giới chức đã ra lệnh nâng ngưỡng xả hồ chứa đập Tam Hiệp lên 35.000 mét khối trên giây. Với tình trạng mưa lũ vẫn tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc, nhiều chuyên gia đặt ra nghi vấn liệu lũ lụt trong những ngày qua ở địa phương nằm gần con đập Tam Hiệp có liên quan đến việc con đập này xả lũ hay không. Đến hôm nay, khi Bắc Kinh thừa nhận đợt xả lũ đầu tiên trong năm, thì một đợt lũ mới cũng đang tràn về lưu vực đập Tam Hiệp, một khu vực có diện tích khoảng 1 triệu km2. Việc thừa nhận xả lũ đập Tam Hiệp diễn ra sau khi các video xuất hiện trên mạng xã hội dấy lên lo ngại chính quyền hy sinh những địa phương gần đập Tam Hiệp để cứu con đập khổng lồ này. Mưa lớn ở nhiều khu vực trung và hạ lưu sông Trường Giang từ đầu tháng trước đến nay đã dẫn tới lũ lụt vượt mức cảnh báo trên 58 con sông ở 12 tỉnh thành. Video được lan truyền vào cuối tuần qua cho thấy đường phố nhiều quận thuộc thành phố hạ lưu con đập biến thành sông, xe cộ bị ngập và người dân chật vật di chuyển trong dòng nước có nguy cơ bị vỡ đập. Báo Taiwan News cho biết chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc hiện sống ở Đức đặt nghi vấn về sự an toàn của con đập, cảnh báo con đập có thể vỡ bất cứ lúc nào. Ông Vương cảnh báo một khi đập vỡ, hậu quả sẽ rất khôn lường đối với người dân sinh sống ở vùng hạ lưu sông Trường Giang. Ông nhấn mạnh tính nghiêm trọng của những vết nứt và kết cấu bê tông không đạt tiêu chuẩn sẽ được phát hiện trong quá trình xây dựng. Đồng thời, chuyên gia này cũng chỉ trích chính quyền và truyền thông nhà nước Trung Quốc vì không thừa nhận mối tiềm tàng từ hồ chứa. Tuy nhiên, sáng hôm nay, chuyên gia Quách Tấn tại Viện Khoa học Kỹ thuật, Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã bác bỏ những tin đồn và nghi vấn của truyền thông thế giới rằng đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết trận lũ lụt năm nay đã ảnh hưởng đến 26 tỉnh thành của Trung Quốc, gần 14 triệu người, trong đó 78 người đã chết và mất tích. Ước tính 8.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, 97.000 ngôi nhà bị hư hại ở 13 tỉnh, thiệt hại lên tới 25,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 3,6 tỷ đô. Đập Tam Hiệp có quy mô rất lớn và là đập thủy điện lớn nhất trên thế giới. Hồ chứa mà đập tạo ra có diện tích bề mặt hơn 1.000 km2. Công trình này thậm chí được cho là có thể làm chậm vòng quay của trái đất. Vì khối lượng nước dự trữ trong hồ vô cùng lớn, khi triển khai thực hiện, chính phủ Trung Quốc nói rằng đập Tam Hiệp được xây dựng với mục đích là sản xuất điện, điều tiết lũ và hỗ trợ giao thông đường thủy. Tuy nhiên, đài Zipley dẫn lời ông Trương Khiết Bình, một nhà hoạt động nhân quyền tại Giang Tô nói rằng tình hình hiện tại cho thấy những người phản đối xây dựng đập Tam Hiệp đã đúng đắn. Từ khi con đập này ra đời thì chưa thấy đóng góp gì cho việc điều tiết lũ lụt, hạn hán hay như cách mà người ta nghĩ về nó. Để thực hiện công trình này, 1,2 triệu người đã buộc phải tái định cư hoặc tìm nơi ở mới. Hiện chính phủ Trung Quốc vẫn đang di dời người dân ra khỏi khu vực và dự kiến sẽ chuyển thêm hàng trăm nghìn người nữa trong những năm tới đây. Ước tính tổng chi phí xây dựng đập vào khoảng 25 tỷ đô. Nhưng một số ý kiến cho rằng con số này lên tới 37 tỷ đô. Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông báo của Trung tâm Cứu trợ Hạn hán Kiểm soát Lũ lụt Sông Dương Tử, mực nước đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, sông dài nhất Trung Quốc vào chiều ngày hôm qua trên mức báo động, trong khi mưa tiếp tục trút xuống khu vực ở thượng nguồn sông. Thông báo cho biết, lượng nước chảy vào hồ chứa của đập cũng lên tới 56.000 mét khối trên giây vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm qua. Đây là lần thứ hai trong năm nay mực nước hồ cao nhất kể từ sau mức 70.000 mét khối trên giây chảy vào hồ vào ngày hôm nay. Thông báo nêu rõ, mực nước đập vào lúc 2 giờ chiều là 153,3 m, cao gần 4 m trong 24 giờ, vượt quá mức báo động 145 m. Mực nước có thể lên đến 160 m vào chiều tối nay. Vận chuyển qua đập Tam Hiệp phải ngừng hoạt động từ 8 giờ tối hai ngày trước. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt của Trung Quốc trên kênh Bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Hãy cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực. Thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu có những đóng góp cho chương trình, quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video hoặc viết thư cho chương trình.